cho cô đến rồi mà không vào, mà lại phải bỏ đi? Hay là chồng cô sai cô đến theo dõi à? Hay thằng Long? Không phải việc của cô. Vâng, đúng là không phải việc của cháu thật. Cháu chỉ tò mò là một người mẹ khi mà thấy con của mình bị con riêng của chồng đánh đập đến bầm dập thì sẽ cảm thấy như thế nào thôi mà. Đi đi, đi thật xa vào, đừng có ở lại đây nữa. Bà chịu đựng giỏi nhỉ. Vì cái gì đấy? Hả? Anh Tuệ ơi, anh Chí nó bị chúng nó đánh đường Nguyễn Bình. Tao báo công an rồi đấy. Chúng mày mà không đi nhanh thì công an đến xích cổ hết chúng mày lại. Cô đi. Chạy đi. Chạy đi. Cô đi. Anh Chí, anh Chí, đừng nhắm mắt, mở mắt ra nhìn tôi. Anh Chí, đừng có nhắm mắt, mở mắt ra nhìn tôi đây. Anh ơi, anh Chí. Anh ơi. Anh Chí ơi, anh làm sao này? Anh Chí, anh không được chết. Anh Chí ơi, gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu đi. Anh Chí ơi, nhà của anh em này không được chết. Anh Chí ơi. Anh ơi, có người bị thương nặng anh ạ. Anh cho gọi cấp cứu cho anh ạ. Tuệ à, có chuyện gì mà gọi lắm thế? Hả? Anh Chí bị đánh nhập viện rồi. Có làm sao không? Nằm viện nào? Hả? Nói đi. Sao cô đến rồi mà không vào, mà lại phải bỏ đi? Hay là chồng cô sai cô đến theo dõi à? Hay thằng Long? Không phải việc của cô. Vâng, đúng là không phải việc của cháu thật. Cháu chỉ tò mò là một người mẹ khi mà thấy con của mình bị con riêng của chồng đánh đập đến bầm dập thì sẽ cảm thấy như thế nào thôi mà. Chẳng có cảm giác gì cả. Chả cảm thấy gì. Chả cảm thấy gì mà cô còn phải đến đây lén la lén lút nhìn ngó cái gì. Sao mất công thế hả cô? Nếu mà cô không cảm thấy đau đớn ấy thì ít ra cô cũng phải cảm thấy áy náy chứ cô. Vì anh Chí dù sao anh ấy cũng là đứa con mà cô dứt ruột đẻ ra cơ mà. Đừng có nói với hai đứa là nhìn thấy tôi ở đây nhá. Thế là hóa ra cô lén lút đến đây, xong bây giờ phải vội vã về để báo cáo thật à? Thì cứ cho là như thế đi. Có
còn có lý do nào để tôi đứng ở đây nữa. Tôi không sớm làm mẹ chúng nó. Oh, my God.